tác phẩm mới ra lò, hoan nghênh mọi người đến tiểu thuyết cà chua đọc tác phẩm của tôi, hy vọng mọi người có thể thích, sự quan tâm của mọi người là động lực sáng tác của tôi, tôi sẽ cố gắng kể tốt từng câu chuyện. Chương 1 Hát tử rừng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 2 Ta là tới tìm người bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Vương gia thảm án Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 4 Báo thù Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 5 Cửu vân núi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 6 Đổ máu bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 7 Sát thủ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 8 Trúng độc Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 9 Đại chiến giảng kinh thủ tọa Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Đánh vết giảng kinh thủ tọa Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.